Nghi lễ trân trọng kính chào quý khán thính giả người Việt các nơi, kính thưa quý vị. Hôm nay là ngày mùng 5 của năm Giáp Thìn, còn trong dịp Tết. Thưa quý vị, từ hải ngoại nhìn về quê hương, chúng tôi vẫn trăn trở một điều rằng hiện nay người dân ở trong nước nghĩ như thế nào, sống như thế nào với cái xuân Giáp Thìn này. Mà đặc biệt có nhiều cái điều đáng buồn là ví dụ như là cái chuyện mà phải đập bỏ những cái chậu hoa, những cái cây kiểm vân vân, cái khổ của người nông dân. Nhưng bên cạnh đó thì nhiều tỉnh thành tôi cũng thấy là làm những cái con rồng mà cũng bị phê phán cái này cái khác. Thưa quý vị, riêng đối với những nhà bất đồng chính kiến mà đặc biệt là linh mục Đặng Hữu Nam, thì như chúng ta đã biết, linh mục Đặng Hữu Nam là một linh mục thuộc giáo hội Công giáo Roma. Ông từng là linh mục của quản sứ Mỹ Khánh ở xã Khánh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, giáp Phượng Vinh. Nhưng mà từ tháng 6 2020, ông được cho là tạm nghỉ mục vụ và không có làm phép báp tích. Thì thưa quý vị, sẽ dĩ ông điều đó là bởi vì chúng ta còn nhớ là năm 2016, khi mà Formosa Đài Loan xả thải trái phép ở Hà Tĩnh, gây ra cái tình trạng cá chết, thì linh mục Đặng Hữu Nam cũng đã dẫn đầu hàng trăm người đi nộp đơn để mà khiếu kiện Formosa. Chưa nói là trong cái quá trình mà cùng với lại giáo dân, cùng với ngư dân để đấu tranh, thì cha cũng nhiều lần bị công an Nghệ An mà từng phục tấn công. Kể cả khi mà năm 2016 cha ra Hà Nội đó, thì cũng cha cũng bị tấn công. Thưa quý vị, cái tinh thần dấn thân để tốt đạo đẹp đời đó của cha Nam lại bị ghép là phản động, là bất đồng chính kiến nhân dân. Thì mời quý vị nghe cuộc nói chuyện Nghi Lữ và cha Đặng Hữu Nam để ta hiểu rằng tình trạng của cha hiện nay như thế nào. Trước hết Nghi Lữ kính chào cha. Thưa cha, có thể cho biết được rằng hiện nay thì theo những cái thông tin trên những cái mạng xã hội đó, thì nói rằng cha đã không còn được phép làm những cái dân lễ pháp tích, rồi thì cha phải không có được những cái trợ cấp mà khi một cái người linh mục được hưởng, kể cả trường hợp mà cha đó đau bệnh. Nghe lời được biết rằng cha cũng bệnh nhiều, thì đau bệnh thì cần đi chữa bệnh hay là thậm chí đi cấp cứu, thì những cái điều đó người ta nói có đúng không thưa cha? Vâng, trước tiên là chào anh em cũng như là chào quý người Việt ở khắp nơi trên thế giới cũng như khắp ngoài và quốc nội. Và những điều người ta nói ở trên mạng thì cũng lắm lúc có những cái thông tin giật gân, có những cái lắm lúc là câu view của những YouTuber hay là của các Facebook vân vân. Nhưng mà những cái thông tin mà như anh vừa một cái đó thì đã từng đã xảy ra một sự thật đối với em. Dạ vâng, được biết được rằng đó là trong những năm vừa qua thì khá nhiều người thân của cha đã ra đi. Những cái tang lễ cũng khá buồn, mà chúng tôi thấy đó là cha cũng nói rằng vừa là tang lễ và vừa đó là những cái trường hợp mà thưa cha là những cái trường hợp mà như cha nói là 730 ngày quan trái đại tang rất là nhiều. Và còn nữa thì thưa cha, trước hết Nghi Lữ thấy những cái đại tang đó thì Nghi Lữ xin phép được chia buồn với cha. Còn cái vấn đề còn nữa thì cha có thể cho biết được rằng những cái điều gì mà cha đang trăn trở băn khoăn mà gọi là còn nữa thưa cha? Vâng, thì khi tôi biết cái 370 ngày quan trái, 730 ngày quan trái và đại tang còn nữa, tức là gì? Nhắc đến một cái sự kiện tức là tròn 2 năm là tôi bị Đức Giám Mục ở Giáo Phận Vinh An Thông Nguyễn Hữu Long cầm năng quyền linh mục của mình, không cho tôi được phép dâng lễ cử hành các bí tích trong tư cách là một linh mục. Mà đặc biệt ở đây tôi muốn nói rằng là oan trái là bởi vì là cũng chúng ta thấy cái xúc tiến của từ đầu đó là gì? Đó là bởi vì Đức Cha lấy lý do là tôi hay nói chuyện chính trị, đụng chạm đến chính quyền.
và không có lợi cho ngài. Cho nên là ngài mới cắt cái mục vụ của tôi ở giáo xứ, rồi để một bước thêm nữa đó là treo năng quyền của tôi, hay nói nôm na đó là treo chém của tôi. Nếu chúng ta dịch cái từ huyền chức thì nó cũng chưa được khác lắm, bởi vì huyền chức tức là dành riêng một cái kỷ luật dành riêng cho tòa thánh để đưa một linh mục đó trở về với hàng giáo dân. Nhưng mà ở đây thì năng quyền của một linh mục bị treo lại, bị cất, chứ không phải là huyền chức để đưa tôi về một cái sống một trong cái tình trạng mới, đó là cấp bậc giáo dân theo cái từ nghĩa, đúng nghĩa của cái từ huyền chức. Nhưng mà rồi trong cái dịp 2 năm kỷ niệm là tôi bị Đức Ca Long treo chén, hay còn gọi là huyền chức, hay là treo năng quyền của linh mục đó, thì đã xảy ra rất là nhiều sự kiện. Cái sự kiện tại đại tang đó là tôi đã liệt kê là nghĩa phụ, rồi nghĩa huynh, rồi chú linh tông hay là cậu ruột của tôi đã mất trong thời gian đó, trong tư cách là một linh mục, là một người con, một người em, một người cháu với là một linh mục của mình, là nghĩa phụ, là nghĩa huynh, là chú hay là cậu của mình, mà không được dâng lễ, thậm chí trong cái ngày lễ an táng của các đấng đó, quả thật là một điều đau khổ. Và ở đây tôi nói rằng là ban phất là bởi vì là ban cái, là bởi vì là Đức Cha An Phong Nguyễn Hữu Long chỉ lấy căn cứ là vấn đề là tôi có lỗi, hay là nói như ngôn ngữ của nhà sản, đó là tôi được phản động, đụng chạm đến chính quyền không, chứ còn không có cái căn cứ nào trong giáo luật cả. Ngay trong cái buổi làm việc với tôi để đưa đến cái quyết định rằng là treo năng quyền linh mục của tôi, thì Đức Cha An Phong Nguyễn Hữu Long cũng không đả động đến tất cả những gì mà liên quan đến cái giáo luật mà tôi đã vi phạm. Theo như giáo luật quy định là linh mục khi đã vi phạm những điều luật nọ, điều luật kia được chỉ định rõ ràng, thì lúc đó sẽ bị treo năng quyền lại, hay là trong vấn đề điều tra nào đó. Nhưng mà ở đây khi làm việc, thì trong buổi làm việc đó, thì có lẽ là ở trên mạng, thì người ta đã đưa lên, bởi vì tôi đã gửi tất cả hồ sơ của tôi cho linh mục đoàn của giáo phận Vinh, trong đó có cái tường trình lại cái buổi được ghi âm lại, cái buổi làm việc giữa Đức Giám mục giáo phận Vinh An Phong Nguyễn Hữu Long với tôi, để đưa đến cái quyết định là huyền chức, là treo chén, là giữ năng quyền của tôi, không cho tôi thực thi năng quyền của một linh mục. Đó là gì? Đó chẳng có liên quan gì đến cái tội nào được quy định trong giáo luật cả. Và chỉ đi từ cái tốt mà tôi viết ở trên Facebook của tôi, một sự thật đã được xảy ra, đó là đang rước dầu, Đức Cha dừng lại, bắt tay linh mục chủ tịch ủy ban đàn kết tỉnh. Và cái điều đó thì tôi đã nói lý do rất là, đã hai lần Đức Giám mục đã làm việc với tôi về cái điều này. Tôi đã khẳng định đây là tôi điều có thật, và có thể người ta bây giờ hôm nay chúng ta có thể kiểm chứng, bởi vì thánh lễ truyền dầu năm đó được truyền hình trực tuyến trên các mạng xã hội đấy. Vậy thì bây giờ chúng ta cũng có thể vào để kiểm chứng một điều đó, và các linh mục đồng tế hôm đó cũng có thể kiểm chứng một điều đó, làm cái đó. Và khi nói đến điều đó thì cái cuộc thảo luận hay tranh luận xung quanh vấn đề này thì rất là dài, nhưng mà có cái lý do để tôi nói là tại sao tôi biết đó, mặc dù đó là một sự thật, nhưng mà tôi nói có lẽ là người khác không biết. Và tôi nói có ba lý do để tôi biết, mà tôi đã trình với ngài. Lý do thứ nhất đó là đang rước dầu, nghĩa là Đức Cha đang cử hành phục vụ, cử hành bí tích, vậy mà Đức Cha dừng lại bắt tay một linh mục trong đồng đoàn đồng tế với mình, đó là Đức Cha đã làm sai phục vụ. Và không chỉ sai phục vụ mà thôi, Đức Cha thể hiện thái độ chính trị của mình ngay trên phục vụ và trên cả phục vụ, trong phục vụ luôn. Đó là bởi vì khi Đức Cha đang rước dầu, Đức Cha làm điều đó, mà hơn nữa lại là cái điều đó tôi nói rằng là thể hiện thái độ chính trị. Bởi vì lý do thứ hai đó là đoàn đồng tế thì rất là nhiều đang đứng đó trên đoàn rước dầu của Đức Cha, trên đường rước dầu của Đức Cha, thì Đức Cha chỉ bắt tay duy nhất một người, cho nên nó có vấn đề. Mà cái người đó lại là linh mục chủ tịch ủy ban đoàn kết tỉnh Nghĩa. Đây. Vậy thì hai lý do đó, nếu như tôi là một người khác
tôi cũng như anh em khác, tôi có trí và bình thường, thì có lẽ tôi cũng chỉ cười trong bụng hay là mỉm cười mà không viết lên Facebook như tất cả các anh em linh mục khác. Nhưng mà cái lý do để cho tôi viết đó là lý do thứ ba, lý do đó quyết định để cho tôi viết cái điều đó là bởi vì nó là một sự tổn thương tâm hồn của tôi. Bởi vì tôi đã nói với Đức Cha ta rằng là tôi đã trình bày với Đức Cha rằng là tôi cũng là linh mục, Cha Điền cũng là linh mục, tôi là con thì Cha Điền cũng là con. Vậy mà Cha Điền tham gia ủy ban đoàn kết bấy lâu nay công khai như vậy và là chủ tịch ủy ban đoàn kết của tỉnh, Đức Cha quản lý. Đó là cái điều mà giáo luật đã cấm giáo sĩ tham gia chính trị, đảm phá chính trị chuyên nghiệp. Vậy thì Đức Cha đã thể hiện đấy, Đức Cha vẫn bình thường và còn thể hiện là thái độ bắt tay với linh mục chủ tịch ủy ban đoàn kết tỉnh đó ngay trong phục vụ, thể hiện thái độ chính trị của mình trong phục vụ và trên cả phục vụ như vậy. Còn tôi cũng là một linh mục, cũng là một người con của giám mục, tôi mới chỉ là nói chuyện chính trị, tức là tôi sống chính trị phổ quát và đi tìm công bằng, công lý, sự thật, dân chủ, nhân quyền. Và cái điều mà giáo luật chưa cấm cái điều đó, mà thậm chí là các triều đại của Đức Giáo Hoàng vẫn khuyến khích cái điều đó là sống chính trị phổ quát, điều mà giáo luật chưa cấm mà không. Thì Đức Cha đã đối xử với tôi như vậy, cắt giáo sĩ của tôi, đưa tôi về ở tòa xét xử. Đấy, thì cái điều đó nó là một sự tổn thương tâm hồn, cho nên tôi mới viết. Tất nhiên cái cuộc tranh luận ở xung quanh cái chủ đề ủy ban đoàn kết đó thì có lẽ nhiều người đã từng nghe, đã từng biết. Nhất là mạng xã hội đã từng được đưa ra, và đó là cái điều mà chúng ta thấy. Vậy thì tại sao tôi nói rằng quả thất là như vậy? Và khi mà tôi yêu cầu ngài có một cái văn bản, cái quyết định, bởi vì không có quyết định hành chính nào có trong điện cả, ngài quyết định rằng buộc tôi phải dừng lại cái năng quyền của mình, theo năng quyền của tôi, thì tôi yêu cầu ngài phải có một văn bản kỷ luật. Thì ngài 10 ngày sau, ngài mới ra một cái sắc lệnh để kỷ luật, hay là cái sắc lệnh huyền chức tôi, nhưng mà lại đưa ra một số tội mà ngài với tôi chưa bao giờ giải quyết với nhau. Tức là tôi nói đó là một sự vu khống, một sự dựng chuyện, một sự quy chụp cái tội lỗi cho tôi mà không có đi qua một hình thức thể chức nào của giáo luật. Nếu như tôi có những cái thứ tội đó thì buộc là phải có một người hay là một ban điều tra để đưa ra một phiên tòa, để rồi qua đó cái kết quả của điều tra, kết quả của phiên tòa, khi đó trong tư cách là giám mục chấp thuận thì ngài mới có thể là dựa vào giáo luật, dựa vào đó để quyết định kỷ luật tốt. Nhưng mà không, từ cái việc mà sai trái đó, và nhất là dừng cho tôi, vun cho tôi những cái tội mà tôi không có, thì như thế để tôi nói đó là một sự oan khất. Còn nữa ở đây là bởi vì không chỉ sự oan khất đó mà thôi, mà sau khi huyền chức đó thì ngài đã đối xử với tôi một cách vô cùng, có thể nói là độc ác. Cái từ mà chính Lê Hải Nam đã dùng là độc ác đối với tôi. Và thậm chí còn nhiều chuyện khác nữa mà tôi có thể nói rằng là ngài đã cố tình để mà giết chết tôi, không chỉ là sự sống thể lý mà cả sự sống tinh thần, sự sống đức tin và sự sống ơn gọi của tôi nữa. Cảm ơn. Đó là cái điều mà còn nhiều điều khác nữa, và có lẽ còn nhiều điều khác nữa, và còn cũng cần nhiều điều khác, còn thời gian đang còn kéo dài, nó không chỉ dừng lại ở chỗ là 730 ngày. Và đó là cái còn nữa. Dạ vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi rất là đồng tình với những sự chia sẻ của linh mục Đặng Hữu Nam. Thưa quý vị, không thể chấp nhận được là bị huyền chức một cái cách vô lý, không bị dâng lễ cái hình bất tích, còn bị nhốt tại nhà hưu, không được cấp phần ăn từ tháng 10/21 cho đến thưa quý vị, từ tháng 10/2001 cho đến tháng 4/2003 cũng không được hưởng các trợ cấp giáo luật cho đến nay, đau bệnh không đi cấp cứu, vân vân. Thưa quý vị, chúng ta cũng không ngạc nhiên vì những cái điều này, khi mà cha nguyên nhân trực tiếp dù rằng đang rất giàu thì Đức Cha đã dùng bắt tay của linh mục chủ tịch ban đoàn kết tỉnh. Mà như chúng ta đã biết rằng đó, như không riêng Công giáo mà kể cả Phật giáo đó, thì cũng đều là không có hoạt động chính trị. Thì tuy nhiên dưới thể chế cộng sản, để có thể lèo lái nắm được các giáo, các giáo hội, thì Cộng sản Việt Nam đã lập ra cái mặt trận đoàn kết. Và ngay các Phật giáo cũng có lập ra một cái gọi là Phật giáo Việt Nam,
trong khi Phật giáo Việt Nam Thống Nhất thì lại là không có phải là cái thành phần mà được Cộng sản ủng hộ. Thì ở đây cũng vậy, thưa quý vị, còn nói về vấn đề không làm chính trị nhưng không phải là không có thể làm chính trị, mà chúng ta đã biết trong cái sự sụp đổ của Liên Xô thì chính Đức Giáo Hoàng cũng đã hỗ trợ để cho Ba Lan đó, Đức Giáo Hoàng người Ba Lan đó cũng đã hỗ trợ để cho cái tinh thần dân chủ nhân quyền đó nó được xuất hiện trở lại trên những cái đất nước độc tài độc đảng. Thì cái việc làm của linh mục Anton Đào Hữu Nam, một cái linh mục mà lại bị gọi là nhân vật bất đồng chính kiến, thì thật sự chỉ là một cái việc mà của một ngoài là một giáo sĩ thì linh mục Đỗ Nam còn là một giáo dân, là còn một công dân của một đất nước. Thì với những bất công quan sai, thậm chí là dù đấu tranh cho cái thảo qua môi trường của Musa, những điều đó lại bị gọi là nhân vật bất đồng chính kiến, bị gọi là phản động, nói về kiểu cộng sản vân vân. Thì thưa cha, năm nay đó là gần nửa thế kỷ rồi, sau ngày 74-75. Thì với cái sự dấn thân của cha và với cái sự trả giá của cha, thì cha có điều gì muốn nói lên cái trăn trở, cái băn khoăn của mình khi mà đất nước đó, ngoài cái tụt hậu, cái băng hoại về đạo đức, tụt hậu về kinh tế, băng hoại về đạo đức, mà còn cái hiểm họa mất nước nữa, thì cha có điều gì cha muốn tâm tình thưa cha? Vâng, thì như chúng ta đã biết, không chỉ từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 mà nó đã ở miền Bắc thì từ năm 1945 rồi. Con người sống dưới chế độ độc tài, đảng trị, cộng sản vô thần, phi nhân thì con người không xứng đáng phẩm giá. Tất cả để chết, như lời của Đức Tổng Du Xe Ngô Công Thiện đã nói, không chỉ chết thì cá, chết thì biển, mà còn cái chết của lương tri, chết của trí thức, cái chết của lương tâm của con người, cái chết của chính trị. Và giờ chúng ta cũng biết rằng là một chính quyền nào thì người dân, vậy thì một chính quyền độc tài, đảng trị, vô thần, phi nhân của cộng sản thì có một môi trường cho người dân, người dân của chúng ta sống không xứng đáng với phẩm giá của mình. Và vì thế thì tôi cũng mong ước rằng, tôi cũng thường cầu nguyện, và giáo dân của tôi cũng thường cầu nguyện cho dân tộc, cho đất nước Việt Nam của chúng ta sớm thoát nạn cộng sản di vật vô, bởi vì nó là nguồn cơn, đó là nguyên nhân của mọi điều xấu xa, tệ hại tồn tại ở đất nước, cũng như tạo ra môi trường không xứng đáng cho con người sống ở Việt Nam bấy lâu nay. Dạ vâng, thưa quý vị, tôi rất là xúc động với những cái lời mà phát biểu của linh mục Anton Đào Hữu Nam, và tôi cảm thấy hổ thẹn khi mà tôi đã bỏ nước ra đi, không ở lại trong nước để cùng uống chén đắng như linh mục Đào Hữu Nam đã uống. Cũng giống như bên Công giáo, linh mục Nguyễn Kim Điền cũng đã chết trong nhà tù cộng sản. Bên Phật giáo, Thầy Thích Quán Độ, Thầy Quyền Quang, vân vân, rất nhiều người đã ở tù vì cộng sản. Họ đâu có làm chính trị, nhưng mà với cái bộ phận công dân, họ làm những điều gì đó mà cuối cùng như vậy. Thì ở đây chúng tôi cũng nói thẳng, chúng tôi là người thường xuyên thì ở mạng xã hội, tôi cũng thấy rằng linh mục Anh Phong Nguyễn Hữu Long, từ ngày thay thế cho lên ông cha Điền, phải không ạ? Cha gì thưa cha? Thế cho Nguyễn Đăng Điền. Dạ, Nguyễn Đăng Điền. Thì tôi thấy rằng người ta bất mãn rất là nhiều. Thì thưa với cha Đào Hữu Nam, điều mong ước trong cái ngày đầu xuân, đúng như cha nói, cha nói đúng, không phải là từ năm 75 mà từ năm 54. Do đó cho nên hiện nay trong nước, khi mà sau năm 75 thì những cái người từng bắt đi vô miền Nam rất là nhiều, rất là nhiều, cho đến cái tin thấy rằng có nhiều máy bay rỗng để mà chở trong dịp Tết này đó, để mà chở người mà họ vô miền Nam rồi đó, họ trở lại miền Bắc để mà thăm cái quê nhà của họ. Thì có nghĩa rằng người, cho nên nó có phân biệt hai cái dạng là Bắc 54 và Bắc 75. Thì chính cái đạo đức của
cái thể của những người dân mà sống dưới thể chế cộng sản đó, nó đã làm cho nó tan hoang về đạo đức. Mà xin lỗi cha, cái văn hóa biết mẹ mày và biết bố mày là ai không không, nó đã có mặt ở miền Nam Việt Nam thì rất là buồn thôi cha. Vì với tư cách là một linh mục thì nếu gì nói với các giáo dân trẻ để chúng ta giữ lại những cái nét đẹp của cái người Việt Nam mà không phải có những cái sa sút băng hoại về đạo đức như vậy, thì cha sẽ nói điều gì ạ? Vâng, trong tư cách là một linh mục thì chúng tôi vẫn rao giảng và giáo dục cho người dân, người Kitô hữu của chúng tôi sống bổn phận của mình là một người Kitô hữu và có niềm tin, tin vào Chúa và sống bổn phận của mình. Nhất là thấy cái bổn phận của mình là một thụ tạo mà Thiên Chúa đã dựng nên trong muôn vàn thụ tạo hữu hình và vô hình. Cái đặc biệt đó là con người được dựng nên để rồi trao cho toàn quyền ở trên trái đất này để cai quản, để phục vụ và tiếp tục cái công trình, cái sứ mạng mà Thiên Chúa đã phó thác cho, đó là sáng tạo của Ngài. Và việc cứu độ của niềm tin Kitô giáo cũng cho biết rằng là đó là đưa con người và vạn vật trở về với tình trạng nguyên thủy, đó là tình trạng sống đúng vị trí của mình. Và khi chúng ta sống đúng vị trí của mình, vạn vật sống đúng với vị trí của mình, thì trong mọi tương quan, với chiều cao đó là lên với Thượng Đế, với chiều ngang đó là với con người với nhau, và với chiều sâu đó là với cái cõi lòng của chính bản thân mình, lương tâm của bản thân mình. Thì lúc đó chúng ta sẽ thấy được tất cả và cái sự nhân bản ở đó là tuyệt đối. Vì thế cái việc mà chúng ta thấy những cái văn hóa băng hoại mà nó du nhập vào miền Nam hay nó xuất phát từ miền Bắc vân vân, nó được đến hình thành từ một xã hội vô thần phi nhân, một xã hội mà người ta biết rằng là tam vô, tức là không có gia đình, không có tổ quốc và không có tôn giáo. Vậy thì khi một con người sinh ra, cây có cội, nước có nguồn, con người có tổ có tâm, mà như thế người ta đã không có gia đình, thì giáo dục của cộng sản đã từng đã giáo dục rằng con cái của chúng ta đối với các bậc cha mẹ không còn là cha mẹ mà là kẻ thù của cha mẹ. Và vì thế mà không lạ gì mà người ta sẵn sàng để giết chết, để đấu tố, để giết chết cha mẹ, vợ chồng, ông bà, anh em, con cháu, bạn bè, ân nhân và thân nhân của mình để cướp quyền, để giữ chức ở vị thế. Thì nghiễm nhiên lúc đó chẳng còn một mối tương quan nào để có thể được tồn tại. Và vì thế là cái văn hóa này nó là văn hóa mới sinh ra tất cả mọi thứ hệ lụy băng hoại của con người, của môi trường. Và chính nó là sự băng hoại của thể chế, của chính sách hay là của cộng sản vô thần phi. Dạ vâng, trong cái câu chuyện kính lời cha gửi lời chúc năm mới, năm Giáp Thìn cho đồng bào trong và ngoài nước thưa cha. Vâng, nhân dịp năm mới Giáp Dần qua làn sóng, xin được gửi đến quý ông bà anh chị em, những người Việt hải ngoại cùng quốc nội một năm mới phước lộc ân trời tuôn đổ mãi, hòa bình hoan lạc chẳng hưởng vơ. Cách đặc biệt đối với những người trong nước, xin cho chúng ta chúc cho một năm mới để chúng ta những lời chúc đẹp, những lời chúc tốt đẹp mà chúng ta đã dành cho nhau sớm thành hiện thực, và cách riêng cho người Việt của chúng ta sớm thoát nạn duy vật cộng sản vô tận, để trả lại một môi trường xứng đáng với phẩm giá của con người, để trả lại cho con người nhân phẩm, nhân bản, nhân quyền của con người, để chúng ta sống xứng đáng là thụ tạo mà đã ban tặng cho chúng ta.